Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Hôm nay con xin đối trước chư Phật Bồ Tát xin cung kính đảnh lễ chiêm sát xá nghi. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Dư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Tất Cả Phật Pháp Tăng Trong Mười Phương Thế Giới. Chúng con xin cung kính đảnh lễ. Xin cung kính đảnh lễ. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nghiêm chỉ hương hoa cũng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến hoãn khắp mười phương, cũng dường tất cả Phật thông pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự tất cả Phật các tăng bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi. Nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh phổ huân tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc ánh sáng đèn nến, ẩm thực y phục, ngọa cụ quốc thuốc men, cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sinh phụng hiến cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy ý, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường, là nguyện thân công nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước. Ở mỗi nơi có Phật Pháp Tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu thất và tất cả các Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ma la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả các pháp vốn tịch tĩnh không sanh không diệt, một vị bình đẳng lìa niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Thần chú phổ cúng dường án na na nặng tam bà vạ việt nhật pha hồng, án na na nặng tam bà vạ việt nhật pha hồng, án na na nặng tam bà vạ việt nhật pha hồng, án na na nặng tam bà vạ việt nhật pha hồng, án na na nặng tam bà vạ việt nhật pha hồng, án na na nặng tam bà vạ việt nhật pha hồng, án na na nặng tam bà vạ việt nhật pha hồng. Khởi thỉnh tam bảo chư thiên nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Nam mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Các đại chứng minh nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Nam mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Các đại chứng minh
Nhất tâm phụ tịnh, Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu khắp tất cả Phật sự. Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu khắp tất cả Phật sự. Nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu khắp tất cả Phật sự. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô mười phương tất cả pháp tạng. Nam mô mười phương tất cả pháp tạng. Nam mô mười phương tất cả pháp tạng. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô mười phương tất cả hiền thánh. Nam mô mười phương tất cả hiền thánh. Nam mô mười phương tất cả hiền thánh. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh, Phạm Thiên Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lát Nội, Hộ Tránh Pháp Giả, tất cả thánh chúng. Phạm Thiên Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lát Nội, Hộ Tránh Pháp Giả, tất cả thánh chúng. Phạm Thiên Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ, Tăng Già Lát Nội, Hộ Tránh Pháp Giả, tất cả thánh chúng. Tác đại chứng minh. Duy nguyện đức kết ca từ phụ, bảy đức Phật Thế Tôn, 53 đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, biết thụ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện đức kết ca từ phụ, bảy đức Phật Thế Tôn, 53 đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện đức Thích Ca Từ Phụ, bảy đức Phật Thế Tôn, 53 đức Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con, khiến thành tịnh tín. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không, hiện hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không, hiện hiện đạo tràng, nhận con cúng dường.
Thiên phát tiền ác nghiệp báo thông kinh, tất cả mười phương Phật tại thanh tịnh, cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không, hiện hiện đạo tràng, nhận cung cúng dường. Kim tịnh tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng Đại Trí Văn Thù Dư Lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh, không xạ tử bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Kim tịnh tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng Đại Trí Văn Thù Dư Lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh, không xạ tử bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Kim tịnh tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng Đại Trí Văn Thù Dư Lợi Bồ Tát, mười phương tất cả hiền thánh, không xả từ bi, quang lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ pháp Thiên Long, giả lãm chân tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn ngắt ma chứng, thi hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự thải thành tựu. Hộ pháp Thiên Long, giả lãm chân tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chứng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long, giả lãm chân tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chứng, thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Con nghe trong biển chánh biến chi, ân đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ. Từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp, thường tu pháp cũng ngừng. Chủ tăng trưởng công đức lễ lại lên 1.000 lần. A Nam Mô Bổn Thủ Thất Thì Giờ Nam Mô Tôn Thất Thì Giờ Nam Mô Ra Ma Thất Thì Giờ Tất Hà. A Nam Mô Bổn Thủ Thất Thì Giờ Nam Mô Tôn Thất Thì Giờ Nam Mô Ra Ma Thất Thì Giờ Tất Hà. A Nam Mô Bổn Thủ Thất Thì Giờ Nam Mô Tôn Thất Thì Giờ Nam Mô Ra Ma Thất Thì Giờ Tất Hà. A Nam Mô Bổn Thủ Thất Thì Giờ Nam Mô Tôn Thất Thì Giờ Nam Mô Ra Ma Thất Thì Giờ Tất Hà. A Nam Mô Bổn Thủ Thất Thì Giờ Nam Mô Tôn Thất Thì Giờ Nam Mô Ra Ma Thất Thì Giờ Tất Hà. A Nam Mô Bổn Thủ Thất Thì Giờ Nam Mô Tôn Thất Thì Giờ Nam Mô Ra Ma Thất Thì Giờ Tất Hà. A Nam Mô Bổn Thủ Thất Thì Giờ Nam Mô Tôn Thất Thì Giờ Nam Mô Ra Ma Thất Thì Giờ Tất Hà. Đệ tử con xin nhất tâm cung kính chí thành khẩn cầu Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Dư Lợi gia trì, khiến cho việc lễ lạy của con công đức được tăng trưởng viên mãn. Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Trí Văn Thù Dư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thi Khí Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tỳ Xá Bồ Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Diếp Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai.
tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Tịnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đa Ma Lân Nguyện Trên Đàn Hương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Trên Đàn Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Chàm Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Chàm Đăng Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Cự Chiếu Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hải Đức Quang Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Cang Lao Cường Bổ Tán Kim Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Cường Tinh Tấn Rõ Mạnh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Bi Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Tạng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Trên Đàn Quốc Trang Nghiêm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hiền Thiện Thủ Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Ý Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quảng Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hư Không Bảo Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bất Động Chí Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hàng Phục Chúng Ma Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Minh Như Lai.
Đức Phật Chí Huệ Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Di Lặc Tiên Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Tịnh Nguyệt Âm Diệu Tôn Chí Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thế Tịnh Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Châu Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Tràng Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Diệu Âm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thường Quang Tràng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quan Thế Đăng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Oai Đăng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Pháp Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Di Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Ma Na Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Huệ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hải Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Thông Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Tất Cả Phật Sự.
nhất tâm đảnh lễ. Tất cả Nam phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Nam phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Tây Bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Đông Bắc phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Hạ phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, Thượng phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, giá lợi hình tượng, phù đồ miếu thất, tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ, xiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu phước tạng. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ, mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ, kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con và chúng sinh từ thu thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu.
Mặc dù Lai đã biết, nhưng do con cùng chúng sinh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật rộng vì chúng sinh mà quy mạng sám hối. Duy nguyện Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật từ bi gia hộ, khiến cho con và chúng sinh tội chướng tiêu diệt. Dùng vì tất cả chúng sinh khắp pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Con cùng chúng sinh từ vô thủy đến nay, do tham ái kiến chấp, trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài lại thêm bản số, không chút tùy nghỉ các việc thiện của người, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, che giấu lỗi lầm không muốn người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, không có chút hổ thẹn, không đoái hoài nhân quả. Vì thế ngày nay tin sâu nhân quả, sanh lòng hổ thẹn, sanh tâm khiếp sợ ác đạo, phát lồ sáng hối, đoàn tâm tương tục, phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, tinh cần sách tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phạm thánh dù chút thiện nhỏ, niệm mười phương chư Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạn cho con cùng tất cả chúng sanh tử trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịnh, nên tạo hóa nhiều tội ác. Nay biết không tịnh, con vì chúng sanh cầu đạo bồ đề, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác, duy nguyện hết thầy tham bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ nghe con sám hối. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm, pháp danh là Ảnh Hòa, xin chỉ tâm sám hối. Con và chúng sanh từ tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh di ám quân tập nhân duyên, nên nhận ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sanh tham trước, chấp trước cái ta và của ta, quân tập các ác pháp, sáu căn ma nghiệp, tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch, trọng nam kinh giá, chướng tuệ chướng định, chướng trước giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải, mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc vì ngoài ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tình tín không thành, nay làm Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khéo nói lời an ủi, mở đám mây lên mê hoặc, vỗ tẩy ô lo trong tâm con, cầu ai sám hối. Duy nguyện mười phương chư đại từ tôn chứng chi hồ niệm, nay con sám hối không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sinh nhanh chóng trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng, ngũ nghịch liên đạo, bị bán tam bảo, tội nhất tiền đề, tội tánh như vậy vốn là không tịnh. Những từ hư vọng khởi tâm điên đạo, chẳng thực sự có định, huống chi là chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn, sám hối xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm, pháp danh là Hạnh Hòa, xin chỉ tâm khuyến thỉnh. Con nguyện hết thầy Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác. Nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, chuyển chánh pháp luân, không nhập niết bàn. Con nguyện hết thầy các đức Như Lai, như số cực vi trong tất cả cõi Phật, các hư không pháp giới mười phương ba đời. Con muốn thì hiện nhập niết bàn, cùng các Bồ Tát thanh văn chuyên giác, hữu học vô học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, con đều khuyên mời, xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Khuyến thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm, pháp danh là Hạnh Hòa, xin chỉ tâm tùy thị. Nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo những kiến tâm đố kỵ, đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong ba đời, hãy đều tùy thị. Bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo và siêng tu hồi phước chẳng biết thân mạng, trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều xả thí đầu mắt tay chân nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các món ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát,
chọn lấy quả vô thượng bồ đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn, phân chia xả lợi, bao nhiêu căn lành ấy con đều tùy hỷ cả. Đến các loài dục thú, tử sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao nhiêu công đức, dầu nhỏ như mày trần con đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả các vị thanh văn đức chi Phật, hữu học và vô học có bao nhiêu công đức con đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hành cần khổ khó làm, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức rộng lớn con đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm, pháp danh là Hạnh Hòa, xin chỉ tâm hồi hướng. Con nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhân đến lễ sáng có bao nhiêu công đức, thầy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bệnh khổ. Muốn thực hành pháp ác thầy đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mong thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả các ác thú, mở bày đường tránh thương thiên niết bàn, đồng hướng đến Phật chỉ đến thành niết bàn. Hồi hướng xong quy mạng lễ tam bảo. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tâm, pháp danh là Hạnh Hòa, xin chỉ tâm phát nguyện. Nguyện mười phương tam bảo, địa tạng từ tâm thương xót hộ trì, cứu bạn chủng tế, khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai đồng loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sanh tỉnh tín, không gặp các chướng ngại, biến viễn đoạn trừ ma đạo và tà chi tà kiến. Nguyện con và tất cả chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc tam tụ giới căn, giúp giáo thanh tịnh hai loại quán đạo, ứng niệm hiển tiền, tam muội cầm trì thần thông phương tiện, tứ nhất lục độ tất cả đều viên thành. Nếu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới, bỏ thân khỏi thế giới này, sanh tài Phật tiền, đối diện Di Đà, thân cần chư Phật, được Phật thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ phần mê, đồng quy mật đạo. Phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Từ bi Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ bi Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ nhân tài. Từ bi Tăng đương nguyện chúng sanh phóng lý đại chúng nhất thiết vô ngại hòa tan thánh chúng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con kính thưa chư Phật Bồ Tát mười phương trong hư không pháp giới, buổi lễ sám hối của con trong chiêm sát sáng nghi đến đây xin được kết thúc. Cho con xin cung kính đa tạ ân đức chư Phật Bồ Tát vì lòng từ bi thương xót mà đến đây chứng minh cho con. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Tự Tại Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Dư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử con xin nhất tâm cung kính đảnh lễ các ngài rồi lui ra. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.